Thời xưa người ta nói khi mà một cái quốc gia đã là cộng sản thì không có ai có thể lật đổ được. Bây giờ mình đâu cần lật đổ, con người tính đâu có bằng trời tính đâu. Hôm nay Kiệt đã từng nói 5-7 năm trước, trên mạng cũng vẫn còn những lời nói đó. Tất cả những thể chế từ Liên Xô, độc ác, độc tài như cái nhóm trùm khăn hiện giờ là nó binh cái thằng Hamas đó, cũng là một loại trong ba thứ là ở trên đang diệt. Đó là thể chế cộng sản của các Marx Lenin là vô thần á. Thứ hai là cái nhóm trùm khăn mà độc tài á, gọi là Muslim á. Cái thứ ba đó là những người gọi là đầm lầy của Mỹ nè, cũng sẽ bị tiêu diệt cùng một lúc để đưa một cái nền thế giới hòa bình trở lại bình thường cùng một lượt nha. Cái đó mới là khó nói, mà chuyện này cũng nói chúng á, nó đi cùng một lượt như thầy thế này. Coi là mấy clip cũ đi,